Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tính năng đồng bộ âm thanh ở trong Filmora 11 nhé. Ví dụ đây là đang dùng cái mic của cái máy ảnh ấy, tiếng thì như cớt. Bây giờ mình sẽ kết nối cái mic lab này nhé. Gắn cái mic lab này vào, xong đó mình sẽ dùng cái điện thoại này để mình quay, mình thu tiếng. Tại vì cũng có nhiều trường hợp các bạn dùng mic lab thôi. Ok, gắn vào điện thoại nhé, sau đó bật cái tính năng lồng tiếng ở trong điện thoại lên. Ok, ví dụ bây giờ bắt đầu mình sẽ bật quay lên nhé. Ok, bây giờ mình đã có cái âm thanh ở cái mic lab này. Thì ở trong Filmora 11 đấy thì cái tính năng đồng bộ âm thanh thì rất là dễ dùng thôi. Tuy nhiên là các bạn phải chú ý là khi mà quay phim ấy, quay video các thứ ấy, thì các bạn phải có cái nguồn âm thanh từ hai phía nhé. Một phía từ cái máy ảnh hoặc là từ cái máy quay của bạn ấy. Thứ hai nữa là cái nguồn âm thanh mà bạn sẽ dùng để bạn đưa vào video. Thì ở đây ví dụ mình sẽ tắt cái này đi để mình chia ra thành nhiều đoạn nhé. Bây giờ mình tắt này đi. Ok, xếp lại. Thế là mình được một cái đoạn thứ nhất. Bây giờ mình sẽ thu tiếp. Đây là âm thanh của cái đoạn thứ hai. Như vậy là mình đã có hai cái đoạn là đoạn 1 và đoạn 2, mình tách ra làm hai. Sau đó mình sẽ đồng bộ ở trong Filmora. Ok, bây giờ mình sẽ tắt cái này và mình copy cái này vào đưa vào Filmora để mình edit. Ok, việc đầu tiên ấy thì mình sẽ chuyển cái file âm thanh mà mình ghi được ấy qua email nhé. Thì cái file audio thì nó cũng tương đối nhẹ thôi. Đây là cái hộp mail của mình. Thứ nhất mình sẽ tải hai cái voice này 069070 nhé. Mình ấn vào nút tải. Mình tải nó về. Thực ra thì nếu bạn chia sẻ video thì các bạn phải up lên Google Drive các thứ. Nhưng mà audio thì các bạn có thể gửi mail cũng được, email ấy. Ok, mình sẽ mở nó ra. Sau đó mình sẽ unzip nó nhé. Check unzip audio. Như vậy là đã có hai cái file audio rồi. Thế còn cái video mà từ máy ảnh ấy thì mình đã copy trực tiếp vào máy tính rồi. Tại vì mình quay là mình nối luôn trực tiếp với máy tính. Tiếp theo mình sẽ bật Filmora lên. Đây là một cái dự án mới của mình nhé. Và mình sẽ import cái đấy vào. Mình ấn vào đây để import vào download này. Import hai cái audio này, hai cái file này nhé. Đây là hai cái tiếng nói. Ok, kích vào open. Đây là có hai cái này rồi. Tiếp theo là import cái ảnh, cái video. Video thì nó sẽ ở trong cái ổ C và cái đây tên của mình, Canon đây. Và đây là cái video. Nhấn vào đây, kích vào open. Đơn giản thế thôi. Thì trước tiên ấy là bạn sẽ kéo cái video xuống nhé. Bạn kéo video xuống, keep project setting. Và đây là cái video của mình nhé, nó có cái tiếng của cái máy ảnh ấy, nhưng mà nó như ở ướt ấy. Rất là kém, mình play. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, tiếp theo là bạn sẽ kéo cái audio xuống. Cái voice thứ nhất là cái đoạn thứ nhất là cái đoạn 069 này. Mình sẽ kéo xuống và mình đặt bất kỳ ở chỗ nào ở trên cái track audio là được nhé. Bây giờ mình muốn khớp hai cái này ấy, thì việc đầu tiên là mình sẽ chọn hai cái này. Chọn hai cái này nhé, bôi chọn hai cái này. Sau đó mình sẽ kích chuột phải. Sau đó mình sẽ chọn là Auto Synchronization nhé. Đây là cái bước thứ 1. Thế còn đây là cái cách thứ nhất. Thế còn nếu như bạn nào ở Filmora 11.6.6 thì các bạn sẽ có cái nút nhé, gọi là cái nút Auto Synchronization ở trên này này. Đây này, có cái nút này. Nếu bạn không thấy cái nút này ấy, thì bạn nhấn vào chỗ này nhé, Custom Toolbar nhé. Sau bạn tìm nó ở đây, Auto Synchronization đây. Bạn kích vào đây hoặc bạn kéo nó ra, thế là được. Mình ấn Cancel đi. Bây giờ mình bôi chọn hai cái này, sau mình ấn vào đây, đồng bộ, tự động đồng bộ, Auto. Đợi một tí, phần mềm nó sẽ tự động đồng bộ cho bạn. Đó, tức là cái đoạn này mình nói này, một đoạn này, sau đến đây bắt đầu mới có này. Đến cái đoạn cuối này bắt đầu nó mới nói này, chèn lên nhau nhé, đây. Ok, bây giờ mình đã có. Đây, mình sẽ tắt cái tiếng của cái video đi nhé, để cho các bạn nghe cái tiếng từ cái mic lab này nhé. Ok, bây giờ mình đã có cái âm thanh ở cái mic lab này. Ok, đấy là cái đoạn thứ nhất. Thế còn bây giờ có một cái đoạn nữa đúng không? Lúc nãy mình quay mình thu là hai đoạn, đoạn này chẳng hạn. Mình cũng kéo xuống mình đặt xuống đây. Và tiếp theo ấy thì mình muốn đồng bộ cái video với lại cái audio này ấy, thì mình phải bật cái tiếng của cái phần video lên nhé. Nhớ bật cái tiếng lên, không là sẽ không đồng bộ được. Sau đó bạn quét chọn, chọn cái video và cái audio, sau lại nhấn vào lúc này, tự động đồng bộ hoặc là Auto Synchronization. Kích vào đây. Đó, nó sẽ đợi tí. Ok, như vậy là xong rồi. Đấy là bạn đồng bộ được hai cái này. Bây giờ bạn hoàn toàn bạn có thể tắt tiếng của cái này đi, hoặc là tách tiếng thì xóa tiếng này đi cũng được. Đây, kích vào ok. Đây là âm thanh của cái đoạn thứ hai. Như vậy là mình đã... Đấy, đơn giản đấy thôi. Đấy là làm nào để tự động đồng bộ âm thanh ở trong phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Nếu còn nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.